Thầy xin chào tất cả các học sinh thân mến. Hôm nay thầy tiếp tục trình bày với các em tiết học thứ hai của bài số 3 là ứng dụng của tích phân trong hình học. Thầy giới thiệu sơ qua nội dung chính của tiết học hôm nay. Mục 2 la mã đó là tính thể tích của vật thể, và mục 3 la mã là tính thể tích của khối tròn xoay. Bây giờ thầy sẽ đi vào từng nội dung. Phần 2 la mã là tính thể tích của vật thể. Thầy cho một cái vật thể trong không gian, các em xem ở hình minh họa. Các em xem minh họa cụ thể cái hình mô hình ở trong không gian. Ở đây là một cái vật thể tùy ý. Thì đặt cái vật thể này vào trong hệ trục tọa độ OXYZ. Ở đây thầy chỉ xét cái quan hệ giữa vật thể và trục OZ. Ở đây thầy chỉ xét cái quan hệ của vật thể và trục OX. Để em nói lại cái tiếng Anh. Ở đây thầy chỉ xét cái mối quan hệ giữa vật thể và trục OX. Bây giờ thầy dừng hai mặt phẳng vuông góc với trục OX tại các điểm có hoành độ x bằng a, x bằng b. Hai mặt phẳng này sẽ cắt cái vật thể này. Các em theo dõi. Thầy được cái vật thể thu gọn như thế này. Và bây giờ thầy sẽ xây dựng cái công thức để tính thể tích của vật thể này. Thầy nói lại. Thầy cho một vật thể V và thầy cắt vật thể V này bởi hai cái mặt phẳng, thầy gọi là mặt phẳng P, mặt phẳng Q, vuông góc với trục UX lần lượt tại các điểm có hoành độ x bằng a, x bằng b, với a nhỏ hơn b. Các em minh họa, xem hình minh họa. Bây giờ thầy xét một cái mặt phẳng tùy ý mà vuông góc với trục UX tại cái điểm có hoành độ là bằng x và x thuộc đoạn AB. Mặt phẳng này sẽ cắt cái vật thể V mà thầy đã cho theo một cái thiết diện có diện tích thì ký hiệu là x lớn x. Các em theo dõi, đây là cái mặt phẳng tùy ý thì ký hiệu là phẳng màu vàng. Nó cắt cái vật thể này theo cái thiết diện là cái phần màu xanh có diện tích là thầy đặt là x lớn x. Ở đây các em để ý rằng khi x thay đổi trên đoạn AB thì các em thấy rằng là cái thiết diện này cũng thay đổi, do đó cái diện tích của thiết diện cũng thay đổi theo giá trị của x. Cho nên ở đây là cái diện tích của thiết diện là một hàm biểu diễn theo x. Thầy giả sử Sx là cái hàm số liên tục trên đoạn AB. Khi đó người ta chứng minh được rằng cái thể tích của cái phần vật thể V mà giới hạn bởi hai cái mặt phẳng P và Q. Thầy chỉ xét cái phần giới hạn bởi hai cái mặt phẳng màu xanh đấy. Người ta chứng minh được rằng cái thể tích của phần vật thể này được tính theo công thức V bằng tích phân trên đoạn từ A đến B của cái hàm số S lớn x. Công thức này thầy ký hiệu là công thức số 5 để liên tục với cái tiết trước. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục trình bày một ví dụ để áp dụng công thức số 5 này. Ví dụ số 5 là tính thể tích V của một cái khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B lớn và chiều cao bằng H. Thì các em đã được học cái công thức tính thể tích của cái khối lăng trụ rồi. Ở cái chương 1 của hình học là 12, tức là thể tích của khối đa diện, V là bằng B lớn nhân với H. Thì trong cái phần này thầy sẽ trình bày cái cách để các em chứng minh cái công thức đó dựa vào cái cách tính thể tích của vật thể theo công thức số 5. Mời các em theo dõi. Bây giờ thầy giả sử thầy xét cái khối lăng trụ như hình vẽ. Đây là một cái khối lăng trụ lục giác. Đầu tiên thầy cục đặt cái khối lăng trụ này vào trong không gian và hệ trục tọa độ OXYZ. Ở đây thầy chỉ xét cái quan hệ giữa khối lăng trụ và trục OX để xây dựng cái công thức tính thể tích. Thầy đặt sao cho một đáy của lăng trụ nằm trên mặt phẳng OXYZ và cái đáy còn lại của lăng trụ nằm trong một mặt phẳng, nó vuông góc và cắt cái trục OX tại một cái điểm
có hoạt độ bằng hạt, bởi vì chiều cao của cái khối lăng trụ này là hạt. Các em có thể xem cái hình mà thầy sẽ minh họa ở trong không gian như thế này. Đó, như vậy hai đáy của lăng trụ nằm trong hai mặt phẳng vuông góc và trục oblique. Xây dựng cũng hoàn toàn giống như cái công thức số 5, là thầy xét một cái mặt phẳng thứ ba, một mặt phẳng tùy ý, cắt và vuông góc và trục oblique tại cái điểm có hoàn độ là bằng x, và đồng thời cắt cái khối lăng trụ theo một cái đa giác là một thiệt diện có diện tích thầy ký hiệu là x lớn x. Các em quan sát khi x thay đổi trên cái đoạn từ 0 đến hạt thì rõ ràng cái diện tích x của thiệt diện này cũng không thay đổi, và nó bằng diện tích của hai đáy, tức là bằng bề lớn. Thầy xin quay lại bài học. Thầy nhắc lại, như vậy là hai đáy của lăng trụ nó nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với trục của x tại các cái điểm có hoàn độ là x bằng 0 và x bằng hạt. Bây giờ thầy xét cái mặt phẳng vuông góc với trục của x tại điểm x tùy ý, tại cái điểm có hoàn độ là x tùy ý, x thuộc đoạn không hạt. Cái mặt phẳng này vuông góc với trục của x và cắt khối lăng trụ theo một cái thiệt diện có diện tích thầy ký hiệu là s lớn x. Thì lúc này theo công thức số 5 này thì thể tích của cái khối lăng trụ chính là thể tích của khối vật thể, được tính theo công thức là tích phân trên đoạn từ 0 đến hạt của hàm s lớn x. Ở đây như cái nhận xét mà thầy cho các em tham khảo, tức là s lớn x là bằng b lớn, do đó v là bằng tích phân trên đoạn từ 0 đến hạt của b lớn x. B lớn vì b là cái hằng số cho trước, do đó tích phân này được tính rất đơn giản, nó bằng b lớn nhân với x, với cần là từ 0 đến hạt. Đến đây thầy chỉ việc thay hạt và không vào là thầy được kết quả là bằng b lớn nhân với hạt trừ 0, và rút gọn là bằng b lớn nhân hạt. Đây chính là cái công thức mà các em đã được học ở trong phần hình học của lớp 12, tức là thể tích v của khối lăng trụ là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Mời các em tiếp tục với ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 6 là tính thể tích v của khối chóp có diện tích đáy bằng b lớn và chiều cao bằng hạt. Thì công thức này các em cũng đã được học ở trong hình học. Kết quả là v bằng 1/3 b lớn nhân với hạt. Bây giờ thầy cũng sẽ trình bày cái cách để chúng ta chứng minh ra được cái công thức đó. Mời các em theo dõi. Thầy giả sử là thầy đang xét một cái hình chóp SABCD như hình vẽ. Bước tiếp theo là thầy cũng đặt cái hình chóp này vào trong cái hệ trục tọa độ OXYZ, sao cho đỉnh của hình chóp là trùng với góc tọa độ, còn cái đáy của hình chóp là nằm trong cái một cái mặt phẳng, mặt phẳng này là vuông góc, và cắt cái trục OX tại một cái điểm có hoàn độ bằng hạt. Các em xem trên hình vẽ. Bước tiếp theo là thầy sẽ xét một cái mặt phẳng tùy ý. Mặt phẳng này là vuông góc và cắt trục OX tại cái điểm có hoàn độ bằng x, tức là điểm M. Đồng thời mặt phẳng này cắt cái khối chóp theo một cái thiệt diện có diện tích là s lớn x, thầy ký hiệu như vậy, bởi vì khi cái điểm M này thay đổi thì là giá trị của x cũng thay đổi, do đó diện tích này cũng của thiệt diện này cũng thay đổi theo x. Như vậy theo cái công thức số 5 thì thể tích của cái khối chóp nó sẽ bằng tích phân trên đoạn từ 0 đến hạt của s lớn x để x. Vì sao là trên đoạn từ 0 đến hạt? Bởi vì ta xem cái khối chóp này là một vật thể, nó bị chặn bởi hai mặt phẳng. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng vuông góc với trục của x tại hạt, và cái mặt phẳng thứ hai là vuông góc với trục của x tại ô, tức là x bằng 0. Các em xem rằng là các em dễ thấy rằng cái giả thiết cho là b lớn và hạt thì trong công thức này hiện tại là s lớn x. Như vậy thầy sẽ tìm một cái biểu thức liên hệ giữa s lớn x với b lớn và hạt. Mời các em theo dõi. Thầy mời các em theo dõi. Các em hãy quan sát. Như vậy là cái mặt phẳng cắt trục OX tại cái điểm M có hoàn độ bằng X,
và cái mặt phẳng chứa đáy của cái khối chóp là hai mặt phẳng song song. Như vậy, cái thiết diện và đáy là hai đa giác, ở đây đồng giác, bởi vì là các cạnh của cái khối chóp này là cách nhau tại ô. Tỷ số diện tích của cái thiết diện này và cái đáy của đa giác nó bằng bình phương của tỷ số đồng giác, cái này các em đã được học, chính bằng OM trên OH. OM chính là bằng X và OH chính là H. Như vậy thầy có được cái kết quả là tỷ số diện tích của thiết diện với diện tích đáy SX trên B lớn bằng OM trên OH tất cả bình phương và bằng X trên H tất cả bình phương. Ở đây OM trên OH chính là tỷ số của đồng giác. Đến đây thầy rút SX ra, thầy được kết quả như sau, tức là S lớn X nó sẽ bằng B lớn nhân với X bình trên H bình. Thầy thay vào cái kết quả này vào cái công thức V, thầy được V là bằng tích phân trên đoạn từ 0 đến H của B lớn nhân với X bình trên H bình. Thì trong cái biểu thức tích phân này, hai cái đại lượng B lớn và H bình là hai cái đại lượng này là cho trước, tức là hằng số. Do đó tích phân cần tìm, tức là tích phân của X bình phương, dễ dàng tìm được kết quả như sau. B lớn nhân H bình thì giữ nguyên, và tích phân của X bình là bằng X mũ 3 trên 3 cần từ 0 đến H. Thầy thay H, thầy không vào, thầy được kết quả là B lớn trên H bình nhân với đóng mở ngoặc H mũ 3 trên 3 trừ cho 0, và thầy rút gọn được kết quả là 1/3 B nhân với H. Đây chính là cái kết quả về công thức tính thể tích của cái khối chóp khi biết diện tích đáy B và chiều cao H mà các em đã được học. Như vậy thầy đã trình bày hai cái ví dụ để chứng minh các cái công thức mà các em đã được học ở trong hình học. Tiếp theo mời các em qua cái nội dung ba lớn, đó là thể tích của khối tròn xoay. Thầy sẽ bày tỏ như sau. Thầy cho một cái hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn AB với trục hoành và hai cái đường thẳng x bằng a, x bằng b. Các em xem hình minh họa. Chúng ta biết rằng khi thầy quay cái hình phẳng này xung quanh trục OX thì chúng ta sẽ được một cái khối tròn xoay mà có đường sinh chính là cái đồ thị của hàm số y bằng f. Thầy mời các em theo dõi. Bây giờ thầy sẽ quay cái hình phẳng này xung quanh trục OX. Ở đây là thầy đưa vào cái cách nhìn ở trong không gian cho các em dễ nhận thấy. Bây giờ thầy quay hình phẳng này xung quanh trục OX thì thầy sẽ được một cái khối tròn xoay sinh ra bởi cái hình phẳng này. Các em theo dõi. Đây chính là cái khối tròn xoay được sinh ra khi thầy quay cái hình phẳng xung quanh trục OX. Thì bây giờ cũng giống như cái ví dụ 5, ví dụ 6, thầy sẽ xây dựng cái công thức để tính cái thể tích của cái khối tròn xoay này như sau. Đầu tiên, thầy sẽ xét một cái mặt phẳng mà cắt cái trục OX, vuông góc với trục OX tại một cái điểm X tùy ý thuộc cái đoạn từ A đến B. Mặt phẳng này sẽ cắt cái khối tròn xoay này theo một cái thiết diện. Thì như các em đã được học thì do cái khối này là khối tròn xoay cho nên các em cái thiết diện mà các em thu được đó là một cái hình tròn. Ở đây thầy che cái khối tròn xoay để các em dễ nhận thấy. Như vậy đây là thiết diện là một cái hình tròn. Như vậy hình tròn này các em thấy bán kính là bằng cái đoạn thầy tô màu đen, chính là bằng giá trị của f lớn x, tức là tung độ của cái điểm x này. Trong trường hợp này là do fx thầy vẽ lớn hơn hoặc bằng 0 cho nên là r là bằng f lớn x. Còn trong trường hợp tổng quát thì r là bằng trị tuyệt đối của f nhỏ x. Như vậy thầy quay lại cái nội dung của bài toán. Yêu cầu của bài toán đó là hãy tính thể tích V của cái khối tròn xoay tạo thành khi quay cái hình phẳng đã cho quanh trục OX. Như đã trình bày, thầy sẽ nhắc lại các cái bước thầy làm như sau. Đầu tiên là thầy cắt cái khối tròn xoay này bởi một cái mặt phẳng mà vuông góc với trục OX tại một cái điểm
trích trục bụi có hoàn độ thay đặt bằng x với x thuộc đoạn AB, thì ta sẽ được một thiết diện, đó là một cái hình tròn có bán kính thay đặt là R lớn bằng trị tuyệt đối của f nhỏ x. Như vậy là thiết diện là một hình tròn có bán kính R là bằng f trị tuyệt đối của f nhỏ x. Thì các em đã biết diện tích của hình tròn là bằng pi nhân với R bình phương, do đó diện tích của thiết diện là sẽ bằng pi nhân với bình phương của f x bằng bình phương của f x. Thì theo cái công thức số 5, thể tích của cái khối tròn xoay này chính là thể tích của vật thể được tính theo cái công thức là tích phân trên đoạn từ A đến B của f lớn x, và thầy thay cái kết quả ở trên này vào là thầy được là bằng tích phân trên đoạn AB của pi nhân với bình phương của f x. Vì pi là hằng số cho nên thầy chỉ việc đưa ra trước cái dấu tích phân và thầy được kết quả cuối cùng, đó là thể tích của khối tròn xoay là bằng pi nhân với tích phân trên đoạn từ A đến B của bình phương của f x. Công thức này thầy ký hiệu là công thức số 6. Bây giờ thầy sẽ trình bày một số ví dụ để áp dụng cái công thức số 6 này. Mời các em đi vào ví dụ 7, đó là tính thể tích của khối cầu có bán kính R. Thì các em cũng đã được học ở trong hình học ở trong chương 2, các em đã biết được cái công thức tính thể tích của khối cầu rồi. Bây giờ thầy sẽ chứng minh công thức này trên cái kiến thức của tích phân. Bây giờ thầy mời các em theo dõi cái mô hình ở trong không gian. Thầy cho một cái khối cầu có bán kính là R và thầy đặt cái khối cầu này vào trong cái hệ trục tọa độ OXYZ, sao cho tấm của cái mặt cầu này, tấm khối cầu này chính là góc tọa độ. Ở đây thầy quay lại cái hướng nhìn vuông góc về mặt phẳng OXY để chúng ta dễ nhận thấy. Thì các em cũng dễ dàng nhận thấy rằng cái mặt cầu này cũng là một cái mặt tròn xoay. Ở đây thầy sẽ cho các em nhận thấy mặt cầu này là một mặt tròn xoay. Đây, mặt cầu là một cái mặt tròn xoay. Nó được sinh ra bởi một cái hình phẳng. Cái hình phẳng này chính là nửa cái hình tròn có tấm là O và bán kính bằng R. Đấy, như vậy thầy đang xét cái mặt cầu mà là một cái mặt tròn xoay mà được sinh ra bởi một nửa hình tròn. Bây giờ thầy quay lại cái bài toán. Đầu tiên là thầy xét một cái đường tròn tấm là O, bán kính là R trong mặt phẳng OXY. Thì các em đã biết được phương trình của đường tròn này là x bình cộng y bình bằng r bình. Ở đây thầy rút y ra, thầy được kết quả là y bằng cộng trừ căn của r bình trừ x bình. Các em thấy ở đây là có hai cái hàm số, một hàm số mang dấu cộng và một hàm số mang dấu trừ. Thì cái dấu cộng, hàm số mang dấu cộng ứng với cái nửa đường tròn nằm ở trên trục x, bởi vì các cái điểm nằm trên này là những giá trị lớn bằng 0. Còn cái phương trình y bằng trừ căn này là của nửa đường tròn ở phía dưới trục x. Ở đây thầy chỉ xét nửa cái đường tròn nằm ở phía trên, cho đó thầy có được cái phương trình của nửa đường tròn này, đó là y bằng căn của r bình trừ x bình. Thì các em dễ dàng nhận thấy rằng cái khối cầu mà được tạo thành bởi cái hình tròn này là một cái khối tròn xoay. Và chúng ta tính được thể tích của khối cầu này theo công thức số 6 như sau. V là bằng pi nhân tích phân trên đoạn từ trừ R đến R. R và R lần này là tức là bán kính của cái khối cầu, nhân với bình phương của Fx. Thầy thay cái công thức của Fx vào trong tích phân này, thầy được là pi nhân với tích phân trên đoạn từ trừ R đến R của động mở ngoặc R bình trừ cho x bình. Và cái hàm số này là hàm số cơ bản
cho nên chúng ta tính được tích phân theo công thức cơ bản như sau. Tích phân của R bình là bằng R bình nhân x, bởi vì R bình là một hàng số. Còn tích phân của x bình là bằng x mũ 3 trên 3, và cần của tích phân là từ trừ R đến R. Để đây thầy chỉ việc thay giá trị của hai cần này vào và thầy trừ chúng cho nhau, thầy được kết quả. Và rút gọn cái kết quả này, thầy được cái công thức tính thể tích của khối cầu theo bán kính R của nó. Đây là cái công thức mà các em đã được học. Như vậy thầy đã trình bày xong cái cách để xây dựng công thức tính thể tích của một khối cầu có bán kính R bằng tích phân. Mời các em qua một ví dụ tiếp theo, đó là ví dụ 8. Ví dụ 8 là cho hình phẳng H giới hạn bởi đô thị hàm số y bằng x bình phương cộng 1, trục hoành và hai đường thẳng x bằng trừ 1, x bằng 1. Yêu cầu bài toán là tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay cái hình phẳng H này xung quanh trục x. Thì bây giờ theo cái công thức số 6 là các em dễ dàng nhận thấy rằng cả cái yếu tố chữ fx chính là bằng x bình phương cộng 1, x bằng a, x bằng b là tương ứng với x bằng trừ 1 và x bằng 1. Như vậy áp dụng công thức số 6 là thầy tính được thể tích của khối tròn xoay nói trên nó bằng tích phân, thầy xin lỗi, là bằng v là bằng pi nhân với tích phân trên đoạn từ trừ 1 1 của bình phương của x cộng 1, của x bình phương cộng 1. Thì để tính tích phân này, đầu tiên là chúng ta khai triển các hàng đẳng thức này là thành x mũ 4 cộng với 2 bình phương cộng 1. Và thầy tính được kết quả như sau, là bằng pi nhân với x mũ 5 trên 5. Tích phân của 2 x bình phương là bằng 2 nhân x mũ 3 trên 3. Và tích phân của 1 chính là bằng x cần là từ trừ 1 đến 1. Lần lượt thay giá trị 1 và trừ 1 vào, thầy được kết quả là 28/15. Và trừ 28/15, rũ gọn cái biểu thức này, thầy được kết quả của cái thể tích cần tìm là bằng 56 pi trên 15. Như vậy thầy đã giới thiệu với các em và trình bày xong cái lời giải của ví dụ thứ 8. Mời các em tiếp tục với ví dụ thứ 9. Cho hình phẳng H giới hạn bởi đô thị hàm số y bằng cột x, trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng pi trên 2. Yêu cầu là tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H xung quanh trục x. Cũng tương tự cái ví dụ số 8, các cái giả thiết của bài toán này là chúng ta chỉ việc áp dụng cái công thức số 6 với fx là bằng cột x, x bằng a là x bằng 0, x bằng b là x bằng pi trên 2. Ta thay vào công thức số 6 thì thay được thể tích của cái khối tròn xoay đã cho, tức là khối tròn xoay nói trên ấy, nó bằng pi nhân với tích phân trên đoạn từ 0 đến pi trên 2 của cột x cho cả bình phương. Thì để tính tích phân này, các em phải hạ bậc cái cột x. Thì thầy áp dụng công thức hạ bậc, thầy được kết quả đó là 1/2 nhân với 1 cộng cột của góc 2x. Thì lúc này trong cái biểu thức tích phân này là cả cái hàm cơ bản, do đó thầy tìm được tích phân như sau. 1/2 là hàng số của phép nhân, thầy đưa ra là thành pi trên 2. Còn tích phân của 1 là bằng x, tích phân của cột 2x là bằng 1/2 sin 2x. Đến đây thầy chỉ việc thay hai cái cần là pi trên 2 vào 0 vào, thầy được kết quả. Và rút gọn kết quả này, thầy được kết quả của cái tích phân cần tìm chính là thể tích của cái khối tròn xoay mà đề yêu cầu, đó là v bằng pi bình trên 4. Như vậy là thầy đã trình bày hai cái nội dung chính của tiểu học hôm nay, đó là mục 2 là mạ là thể tích của một cái vật thể, và mục 3 là bạ là thể tích của khối tròn xoay, kết hợp với một số ví dụ để vận dụng hai cái công thức của hai cái nội dung mà thầy đã vừa trình bày. Trước khi kết thúc bài học, thầy xin củng cố lại hai cái nội dung chính mà thầy đã trình bày. Các em cần chú ý, để tính thể tích của một cái vật thể thì các em phải chú ý cả cái ý sau đây. Đầu tiên là cái vật thể này phải bị chặn bởi hai cái mặt phẳng P và Q vuông góc với trục x, lần lượt tại các điểm có hoành độ là x bằng a, x bằng b. Sau đó là các em phải xét một cái điểm x, một cái điểm trên trục hoành có hoành độ là x thuộc đoạn AB, và phải xác định cho được cái thiệt diện, cái thiệt diện bị cắt bởi một cái mặt phẳng vuông góc với trục x tại cái điểm có hoành độ bằng x.
các em cần phải xác định được cái biểu thức S lớn X chính là diện tích của cái thiết diện đó. Sau đó, cái thể tích của cái vật thể mà giới hạn bởi hai cái mặt phẳng P và Q là hai cái mặt phẳng mà thầy Tô màu tím này chính bằng V là bằng tích phân trên đoạn từ A đến B của S lớn X để công thức này là công thức số 5. Và cái nội dung chính thứ hai đó là thể tích của khối tròn xoay. Thì khi tính thể tích khối tròn xoay, các em cần chú ý các cái điểm sau. Đầu tiên là các em phải xác định được cái hình phẳng mà giới hạn bởi đồ thị của một hàm số liên tục trên đoạn AB, đó là hàm số y bằng fx trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, y bằng b. Tiếp theo thì thể tích của cái khối tròn xoay nó tạo thành khi quay cái hình phẳng ở trên này qua trục x được tính theo công thức số 6 như sau. V là bằng pi nhân tích phân của fx tất cả bên phương trên đoạn AB. Công thức này là công thức số 6. Đó là hai nội dung chính của tiết học. Và để các em rèn luyện ở nhà, thầy giới thiệu một số bài tập tiếp theo với cái bài tập ở tiết 1. Đó là đầu tiên là bài tập số 7. Các bài tập 7, 8, 9 này là các em chú ý là có thể áp dụng được cái công thức số 6. Ở đây chú ý cái bài tập số 9 là thầy không cho cái kết quả của cái thể tích cụ thể mà thầy cho là theo một cái biểu thức biểu thị theo hai cái số nguyên là A và B. Như vậy các em cần phải tính toán để tìm được cái giá trị của hai số nguyên A và B. Còn hai cái bài tập 7 và 8 thì các em có thể áp dụng công thức số 6, đưa ra cái công thức tính thể tích rồi dùng máy tính cầm tay để tính ra được kết quả. Bài tập số 10 cũng tương tự như vậy, đây là một cái bài tập có tham số, mặc dù là bài tập cơ bản. Các em cũng cần phải tính thể tích của cái vật thể này theo công thức số 6, có đầy đủ các cái giả thiết. Sau đó các em cho nó bằng cái kết quả mà đề cho để tìm ra được các cái giá trị của M. Và bài tập cuối cùng là bài tập số 11, là thầy cho một cái elip. Ở đây là elip ở trong chương trình cơ bản là có hai tiêu điểm thuộc trục hoành. Cho độ dài lớn, trục lớn bằng 6, độ dài trục bé bằng 4. Như vậy các em dựa vào các thông tin này để lập phương trình của elip. Và các em xem lại cái cách mà thầy xây dựng cái công thức tính thể tích của khối cầu để các em giải quyết cái bài tập số 11 này. Và thầy đưa ra các cái đáp án như sau để các em lựa chọn. Đó là nội dung của bài học mà thầy đã vừa trình bày. Và trước khi kết thúc thì thầy xin điều chỉnh một số sai sót ở cái tiết 1. Mong các em thông cảm trong cái quá trình mà biên soạn ở cái ví dụ 4. Thì khi thầy soạn thì thầy đã gõ nhầm dấu. Ở trên này là dấu cộng nhưng mà dưới này dấu trừ, trên này dấu trừ, dưới này dấu cộng. Cho nên dẫn đến các cái kết quả, các cái biểu thức tiếp theo là bị sai dấu. Và thầy xin điều chỉnh lại như sau. Như vậy trên này dấu cộng, dấu trừ thì ở đây là thầy đã điều chỉnh lại dấu cộng, dấu trừ. Và tương ứng như vậy, trên này là dấu cộng, dấu trừ. Và các cái dòng tiếp theo cũng vậy. Ở đây thì các cái kết quả là không thay đổi cả. Như vậy đây là một cái sai sót nhỏ trong cái quá trình biên soạn. Mong các em thông cảm. Và có một cái bài tập, đó là bài tập số 6. Ở đây các cái đáp án thầy đưa ra, đây là trong cái đáp án thầy đưa ra là số trừ 1. Đây trừ 1, đây là trừ 1 và đây là cộng 1. Các em sửa lại giúp cho thầy, đây là các cái số trừ 1, à các cái số 1 này là thành các cái số 2. Đó là hai cái sai sót trong cái tiết vừa rồi. Thầy rất mong các em thông cảm và sửa lại cho thầy. Như vậy là thầy đã trình bày xong cái tiết học thứ hai của cái bài là ứng dụng của tích phân trong hình học. Thầy xin chào và hẹn lại các em trong các cái tiết tiếp theo.